Dâng lễ cho thầy bói. Này, tôi nghe nói thầy này phán đúng lắm. Chứ sao nữa, ba bạn tôi hôm trước đến xem về cứ khen lấy khen để, mà phải lễ lạc đầy đủ thì các ngài mới chứng cho đấy. Mâm lễ của mình có sơ sài quá không? Mà thôi, miễn là có lễ, mình có đi tay không đâu, thành tâm là chính mà. Dạ, bẩm thầy, con xin dâng chút lễ lạc gọi là xin thầy cho con một quẻ. Nhìn vẻ mặt u ám xám xít như thế kia, lại có đám mây mờ phủ trên đầu. Năm nay bà ắt sẽ gặp mấy cơn hạn cơ đấy, mà ngay tháng tới bà sẽ gặp một cái hạn rất là lớn đó nghe. Ấy chết, vậy con phải làm gì để giải hạn ạ? Xin thầy mách cho. Hạn này của bà nan giải lắm, có giải cũng chẳng hết được, phải tự tránh thôi. Tự tránh là sao hả thầy? Thì đi lại ít thôi, đi đứng cẩn thận, tránh tàu tránh xe, và chịu khó lễ lạc là được rồi. Ngày kia cái cúc nhà tôi về nhà chồng, hai bác nhất định phải sang chia vui với gia đình chúng tôi đấy nhé. Thật nhanh quá, mới ngày nào con bé còn sang nhà tôi chơi cứ líu la líu lo suốt ngày, mà giờ đã đi lấy chồng rồi cơ đấy. Vâng, cảm ơn ông, giờ tôi xin phép về, nhà cửa còn nhiều việc bề bộn phải lo quá. Vâng, bà về nhé. Trời ơi, sao lại cưới xin vào ngay cái lúc này cơ chứ? Lần này ông đi một mình thôi, tôi chưa đi được đâu. Trời ơi, bà có suy nghĩ không thế? Đám cưới của ai không đi còn được, chứ đây là đám cưới của cái cúc đấy. Bà chả đã bế nó từ lúc còn ẵm ngửa, nó có khác gì con cái trong nhà đâu. Thì tôi cũng biết vậy, nhưng mà tháng này tôi gặp hạn không ra ngoài được. Bà dẹp cái hạn của bà đi cho tôi nhờ nghe. Ông nói hay nhỉ, có phải cái hạn đổ lên đầu tôi, chứ không phải đổ lên ông, nên ông không quan tâm chứ gì. Bà thật là... Bà ở nhà chuẩn bị cơm nước nhé, tôi đi đón vợ chồng bác cả đây. Tôi biết rồi. Nấu gì đãi vợ chồng bác cả được nhỉ? Thôi chết, mình quên mất. Bác cả mệnh kim, mình thì mệnh mộc, đang có đại hạn mà rước bác ấy vào thì... Làm thế nào bây giờ nhỉ? Xung khắc thế này có chết không cơ chứ? Mà giờ này bác ấy cũng sắp về tới nơi rồi. Bà nó đâu rồi? Chuẩn bị cơm nước xong chưa? Hai bác đến rồi đó. Chào thím Tư, thím có khỏe không? Ấy ấy, hai bác khoan hãy vào nhà. Thím Tư, thím sao vậy? Kìa, bà sao thế? Bà mau chuẩn bị cơm nước mời hai bác đi chứ. Hai bác vào nhà đi. Không vào được đâu, không vào được. Bà làm sao vậy hả? Thím Tư, vợ chồng tôi lâu lắm mới về quê. Thím có giận dỗi gì để chúng tôi vào nhà rồi nói sau. Sao lại chặn ở cửa thế này? Thật là... Không, em không có giận dỗi gì các bác đâu. Nhưng hai bác thông cảm, hôm nay thì hai bác không thể vào nhà được. Ấy cũng là vì em đang tránh hạn cho cả nhà. À, ý thím là chúng tôi đem hạn đến cho nhà thím phải không? Thôi, chúng tôi không cần bước chân vào nhà thím nữa đâu. Chúng ta về thôi. Ơ kìa, bác cả. Trời ơi, chính bà mới gây họa cho cả cái nhà này rồi đấy. Hạnh phúc của Ananda. Ngày xưa, giữa thảo nguyên xa xôi, có hai ngôi nhà nằm cạnh nhau. Một nhà của một người du mục nghèo, ngôi nhà kia của một hàng xóm giàu có. Ananda, tạm biệt Bamba. Ananda, con hãy vào thành phố, tìm đến một nhà nào đó giàu có, xin làm kẻ hầu hạ cho người ta. Ban ngày làm việc, ban đêm học đọc, học viết. Sao con phải học đọc, học viết hả bố? Người biết đọc, biết viết là người có sức mạnh, không tai họa nào dám đến gần. Con lên đường ngay đi. Vậy cơ, một mình cậu vào thành phố ư?
bố mình muốn thế. Ồ, ông ấy không thấy như thế là rất nguy hiểm hay sao? Nếu là bố mình sẽ không bao giờ để con đi như vậy. Bố mình muốn mình đi học chữ ha, hay là cậu đi cùng mình đi. Nhà tớ giàu rồi, giàu là hạnh phúc. Mà hạnh phúc không phải ở chỗ biết chữ hay không, mà ở tiền bạc. Cậu xem, bố tớ có 1.000 con cừu, giàu có như thế tớ còn đi học làm gì nữa. Ananda một mình vào thành phố xin làm người hầu. Ban ngày cậu làm mọi việc trong nhà, ban đêm khi mọi người đã ngủ, cậu hí húi học đọc học viết. Bố ơi, con đã về đây. Bố xem đi, con đã làm đúng như lời bố dặn rồi. Bây giờ con có thể đọc và viết thành thạo rồi đó. Ngày mai con hãy quay lại thành phố. Bố muốn con học thêm nghề thổi sáo. Hả? Thổi sáo ư? Học thổi sáo để làm gì ạ? Âm nhạc có thể bắt người độc ác mỉm cười và làm mềm những trái tim sắt đá. Chẳng hiểu bố nói gì. Ananda về đấy hả? Cậu định đi đâu thế? Tớ lại vào thành phố đây. Cậu có đi cùng tớ để tìm thầy học thổi sáo không? Học thổi sáo ư? Tớ thích thì có thể một lúc thuê 10 người đến thổi cho tớ nghe. Cần gì phải học. Thế là liên tục 600 đêm, Ananda tới nhà ông lão nằm phía ngoài thành phố để học thổi sáo. Mưa gió, băng tuyết, bão giông, không gì có thể ngăn được cậu. Tốt lắm, bây giờ con đã thổi sáo hay hơn ta. Con có thể trở về gặp bố con được rồi. Dạ, con cảm ơn thầy. Được rồi, sáng mai con lại vào thành phố. Bố muốn con biết đánh cờ giỏi. Nhưng bố ơi, con vừa mới về nhà mà. Con còn nhỏ, cần phải học hành nhiều. Càng biết nhiều thứ, lớn lên mới có thể sống tốt được. Lại đi học nữa ư? Bố cậu thật kỳ quặc mà, Ananda ạ. Mình phải đi thôi, mình không thể trái lời bố được. Ông bố chẳng yêu thương cậu ta chút nào. Vừa đặt chân vào nhà đã đuổi đi ngay rồi. Thế là Ananda lại tiếp tục lên đường đi học. Cuối cùng cậu cũng trở thành một người chơi cờ rất giỏi. Và đến ngày trở về, Bố ơi, có chuyện gì xảy ra vậy? Ananda, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức. Bọn cướp sẽ có thể quay lại đây nữa. Bố tớ và bố cậu đều không thể trụ được với bọn cướp hung dữ này. Hai tên nhóc con, mày đâu? Còn trói chúng mang theo. Thả ta ra. Thả ta ra. Đêm nay chúng ta sẽ đi trộm ngựa. Cần hai đứa mày giúp một tay. Tên nào chống cự thì chúng ta sẽ giết. Cứ ngồi nghỉ ở đây một lúc, đợi trăng lên đến đỉnh đầu thì chúng ta sẽ tiến hành. Hay quá, tiếng sáo làm tôi thấy nhớ nhà quá. Thổi đi, thổi nữa đi. Tiếng sáo của Ananda khiến cho bọn cướp say sưa nghe đến mức quên cả việc chúng đang đi đâu, đang làm gì. Tiếng sáo của mày thổi hay lắm. Để thưởng công, chúng tao sẽ cho mày tự do. Còn mày, mày biết làm gì? Tôi không biết làm gì. Không biết làm gì thì không tha. Kẻ vô công rỗi nghề nhất định sẽ là một tên trộm lý tưởng. Ananda, cứu ta. Sao ở đây ai cũng buồn bã thế ta? Thưa bà con, ở đây đang có chuyện gì buồn hay sao ạ? Vua của chúng tôi rất thích chơi cờ. Hằng ngày lính nhà vua ra đường bắt bất kỳ ai đó vào cung chơi cờ với vua. Nếu thua sẽ bị vua chém đầu. Thế nếu vua thua thì sao? Chưa bao giờ xảy ra điều ấy. Vậy cụ hãy chỉ đường cho tôi vào cung vua đi. Ôi trời ơi, chàng trai trẻ, đã có người đợp mạng rồi. Cậu vào đó làm gì, để xin chết hay sao? Tôi có việc muốn được gặp nhà vua. Là bôm ba phải không? Ananda, vừa may mắn trốn khỏi bọn cướp, tôi lại rơi vào tay bọn lính. Chúng đưa tôi về đây bắt chơi cờ với vua, mà tôi nào có biết chơi cờ. Thế thì gây đấy. Xin nhà vua hãy tạm hoãn chém đầu anh ta. Tôi sẽ chơi cờ với người. Ngươi là ai? Chán sống rồi hả? Dạ,
thần dân là người đi ngang qua vùng này. Nghe nói nhà vua tìm người chơi cờ, nên thần ngỏ ý muốn vào chơi cùng người một ván. Nếu thua, ngài chém cả hai chúng tôi luôn thể. Nào, ngồi xuống đây. Nếu tôi thua, tất nhiên người sẽ chém đầu tôi. Nhưng nếu tôi thắng thì sao? Ta chưa thua ai bao giờ. Nhưng mà... thôi được, nếu ta thua, ta hứa sẽ thỏa mãn bất kỳ mong muốn nào của ngươi. Ôi trời ơi, người thắng rồi, thật không thể tin được. Xin nhà vua hãy giữ lời hứa. Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất. Xin ngài từ bỏ lệnh giết người trong vương quốc ngài đi. Thôi được, từ nay ta cấm giết người trong vương quốc của ta. Thắng được vua, cậu là người thật hạnh phúc, Ananda à. Ananda tuyệt vời, Ananda giỏi quá, Ananda tuyệt vời. Ananda lúc này mới nhận ra mình là người thật hạnh phúc. Hạnh phúc vì đã làm theo lời bố. Hạnh phúc vì từ bé đã học được thói quen làm việc nghiêm túc. Và cuối cùng, hạnh phúc vì kết quả lao động của mình đã làm kẻ độc ác trở nên tốt bụng và người nghèo đói trở thành sung sướng. Con thỏ biển. Ngày xưa, có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp, nhưng cũng vô cùng kiêu kỳ. Tòa lâu đài của nàng có một cái phòng trên gác chuông với 12 ô cửa sổ trông ra mọi hướng. Công chúa rất thích lên đó ngắm nhìn vương quốc bao la của mình. Qua cửa sổ thứ nhất, nàng trông thấy rõ hơn một người bình thường. Và cứ thế, đến cửa sổ thứ 12, nàng trông thấy hết mọi vật dù ở trên mặt đất hay ở dưới lòng đất. Với gương mặt đầy kiêu hãnh, nàng tuyên bố trên đời này ai đủ tài giỏi để trốn kỹ đến nỗi nàng không thể tìm thấy thì mới xứng đáng làm chồng nàng. Nhưng chẳng ai trốn được cả. Nàng tìm thấy họ ngay khi nhìn vào ô cửa sổ thứ nhất. Cho đến một ngày, một chàng trai khôi ngô tuấn tú xuất hiện. Chàng tự tin đứng trước mặt công chúa. Thưa công chúa, tôi xin được tham gia thử thách của nàng. Nhưng hãy cho tôi 3 cơ hội. Đổi lại, nếu lần thứ 3 thất bại thì tôi xin chịu chết. Công chúa ngạc nhiên hỏi chàng trai. Ồ, người lấy tính mạng của mình ra đánh cược sao? Chàng trai tự tin trả lời. Vâng, thưa công chúa. Công chúa ngẫm nghĩ. Trong anh chàng mới khôi ngô tuấn tú làm sao? Ừ thì cho anh ta một cơ hội thử xem. Công chúa nói với chàng trai. Ta đồng ý. Ngươi đi trốn đi. Đúng 12 giờ ta sẽ đi tìm ngươi. Chàng trai đi vào rừng. Chàng ngồi bên gốc cây và suy nghĩ. Trốn trên cây thì sao đây? Bất ngờ có một con quạ đang đậu trên cây gọi chàng. Này chàng trai trẻ, gỡ chiếc bẫy giúp tôi được không? Chàng trai gỡ bẫy ra khỏi chân quạ. Tội nghiệp mày. Quạ thoát ra khỏi bẫy, bay vòng quanh trên đầu chàng trai. Nó sung sướng kêu lên. Cảm ơn anh. Tôi có thể làm gì trả ơn anh đây? Chàng trai ngẫm nghĩ rồi nói. Người muốn trả ơn ta ư? Phải hãy nói cho ta biết một chỗ trốn mà nàng công chúa xinh đẹp không thể tìm thấy được. Con quạ nghiêng đầu nghĩ ngợi một hồi lâu. Cuối cùng nó nói. Tôi nghĩ ra rồi. Quạ biến ra một quả trứng khổng lồ. Quả trứng tách đôi ra. Quạ chỉ quả trứng và nói. Chỗ trốn tốt nhất là đây. Anh bước vào đi. Khi chàng trai bước vào, quả trứng khép lại và thu nhỏ dần cho đến khi nó giống như những quả trứng khác trong tổ quạ. Đúng 12 giờ, công chúa bắt đầu nhìn qua ô cửa sổ thứ nhất tìm chàng trai trẻ. Nàng không thấy chàng đâu cả. Công chúa hơi băn khoăn. Ồ, anh ta trốn ở đâu nhỉ? Nàng lần lượt nhìn qua các ô cửa sổ còn lại, cũng không nhìn thấy. Nàng bắt đầu lo ngại. Nàng tiến tới ô cửa số 11. Gương mặt nàng sáng bừng lên. Nàng reo lên. Thấy rồi. Qua ô cửa sổ thứ 11, công chúa đã nhìn thấy chàng trai trốn trong quả trứng quạ. Thế là chàng trai bị phát hiện rồi. Công chúa đứng trước mặt chàng trai khi chàng vừa bước ra khỏi quả trứng. Nàng nói đầy kiêu hãnh.
không gì qua mắt được ta đâu, chàng trai trẻ. Thế là ngươi chỉ còn hai cơ hội nữa thôi, lo trốn cho kỹ vào đi. Lần này chàng trai đi ra hồ nước. Mặt hồ thì tĩnh lặng yên ả, nhưng lòng chàng thì đầy xao động, lo lắng. Chàng cứ đứng một mình bên hồ nước, thở dài. Nếu mình trốn xuống hồ nước thì công chúa chắc chắn không tìm thấy đâu. Đúng lúc đó, chàng thấy một con cá bị mắc vào lưới. Chàng thốt lên: Ôi, số phận của mày thật giống tao. Mày vì miếng mồi ngon, còn tao thì vì một nàng công chúa kiêu kỳ. Chúng ta mắc kẹt vì những tham vọng của mình. Chàng gỡ con cá ra khỏi lưới, rồi thì thầm nói với nó: Nhưng trên đời này, ai dám thử thách chính mình cũng xứng đáng được ban cho cơ hội, phải không nào? Con cá được giải thoát, nó bơi lội tung tăng, rồi nó bơi đến bên chàng trai cất tiếng nói: Cảm ơn chàng trai trẻ, tôi có thể làm gì trả ơn anh đây? Chàng trai ngắm nhìn con cá một lúc rồi nói: Nếu người muốn trả ơn ta thì hãy nói cho ta biết một chỗ trốn mà nàng công chúa xinh đẹp không thể tìm thấy được. Con cá chau đôi mắt suy nghĩ một lúc rồi reo lên: Dạ tôi sẽ giấu anh ở trong bụng tôi. Anh trốn trong bụng của tôi thì không ai có thể tìm thấy được. Con cá đột nhiên rùng mình thật mạnh và biến thành khổng lồ. Rồi nó há chiếc miệng lớn nuốt chửng chàng trai và lặn sâu xuống nước cho đến khi mặt hồ trở lại hoàn toàn tĩnh lặng. Đúng 12 giờ, công chúa lại bắt đầu tìm chàng trai. Lần này thì nhìn qua cửa sổ thứ 11 mà nàng vẫn chưa tìm thấy chàng. Nàng hốt hoảng thật sự. Hả? Anh chàng đâu rồi nhỉ? Chẳng lẽ có người trốn được ta sao? Nhưng cuối cùng nàng vẫn tìm thấy chàng khi nhìn qua cửa sổ thứ 12. Biết đã bị tìm thấy, con cá đành bơi lên mặt nước. Vừa nhìn thấy chàng trai từ miệng cá bước ra, công chúa lớn giọng cười nhạo. Tội nghiệp cho ngươi, làm sao ngươi trốn được ta chứ? Giờ thì chỉ còn một cơ hội duy nhất nữa thôi, liệu mà trốn cho kỹ đấy. Không còn biết trốn ở đâu nữa, chàng cứ đi lang thang và lạc vào một khu rừng hoang. Đến khi chân mỏi, chàng trai buồn bã ngồi nghỉ dưới gốc cây cổ thụ. Chàng tự an ủi bản thân: Nhất định phải có cách chứ. Vừa hay chàng thấy một con cáo đang khập khiễng đi tới. Con cáo nhăn nhó lên tiếng: Anh làm ơn nhổ giúp tôi cái gai đâm vào chân tôi với, đau quá, tôi không đi nổi nữa. Chàng trai cúi xuống nhẹ nhàng nhổ chiếc gai nhọn ra khỏi chân cáo. Xem nào, được rồi đấy. Con cáo vui mừng nói: Mừng quá, tôi đã phải chịu khổ sở vì cái gai đấy lâu lắm rồi. Giờ tôi có thể thoải mái chạy nhảy. Cáo mà không được chạy nhảy thì còn gì là cáo nữa, phải không chàng trai trẻ? Cảm ơn chàng trai trẻ, tôi có thể làm gì trả ơn anh đây? Được lời như cởi nỗi lo, chàng trai hỏi cáo: Cáo ơi, cáo có biết nơi nào có thể trốn mà công chúa không tìm ra được không? Chỉ cho ta với. Cáo nhăn trán suy nghĩ một lúc rồi thở dài: Thật là khó. Nhưng chợt mắt nó sáng bừng, nó reo lên: Tôi nghĩ ra rồi. Cáo dẫn chàng trai đến một dòng suối thần. Nó đi xuống suối. Khi trở lên, nó biến thành một người lái buôn. Nó bảo chàng trai hãy làm theo nó. Chàng trai cũng bước xuống suối. Và khi bước lên bờ, chàng biến thành một con thỏ biển với đôi tai dài và bộ lông bằng vảy cá lấp lánh. Con cáo giờ đây trong hình dáng người lái buôn, mang chàng trai trong hình dáng con thỏ biển đến lâu đài của công chúa. Vừa nhìn thấy con thỏ biển, công chúa đã thích mê. Nàng ôm chầm nó vào lòng. Công chúa rất thích con thỏ biển kỳ lạ và trả cho người lái buôn. Thực ra là con cáo biến thành rất nhiều vàng bạc để có được con thỏ biển. Người lái buôn ghé tai con thỏ thì thầm: Khi công chúa đi ra cửa sổ, anh hãy trốn vào mái tóc vàng óng của nàng. Đã đến lúc công chúa đi tìm chàng trai trẻ. Nàng nhìn qua các cửa sổ, từ cửa sổ này đến cửa sổ khác, từ cửa sổ thứ nhất đến cửa sổ thứ 11, đều không tìm thấy chàng.
đến cửa sổ thứ 12 mà vẫn không tìm thấy. Công chúa sợ hãi và tức giận hết sức. Trời ơi, mình không tìm thấy chàng ta ở đâu hết. Mình phải làm sao bây giờ? Bực mình quá đi mất. Con thỏ biển lúc này mới ló đầu ra sau mái tóc nàng, ngó nghiêng. Trong cơn tức giận, công chúa nắm lấy tay nó, ném vèo qua cửa sổ. Này thiệt thỏ biển này, ta không cần nữa. Bực mình quá. Kiểu này ta sẽ không được tự do nữa rồi. Từ dưới suối, thỏ biển bước lên bờ và biến thành chàng trai tuấn tú. Cáo đã chờ sẵn chàng bên bờ suối. Nó vui mừng reo lên. Ôi, chàng trai trẻ, chúng ta thành công rồi. Chàng trai ôm cáo và nhảy lên vui sướng. Thành công rồi. Cảm ơn cáo nha. Giờ chúng ta về lâu đài thôi. Thế là nàng công chúa Kiêu Kỳ đã giữ lời hứa với chàng trai trẻ, chấp nhận lời cầu hôn của chàng. Nhưng tính hiếu thắng của nàng vẫn khiến nàng rất buồn rầu. Ta cứ ngỡ trên đời này không ai bằng ta. Vậy nhưng chàng lại hơn ta nhiều. Nghe thế, chàng trai chỉ ôn tồn và nói: Thật ra ta chẳng có nhiều của cải như nàng. Lâu đài, vàng bạc, châu báu, ta không có. Ta chỉ có nhiều bạn bè hơn nàng mà thôi. Bạn bè của ta là quạ, cá và cáo. Chính họ đã giúp ta. Công chúa ngẫm nghĩ rồi nói: Bạn bè ư? Đúng là ta không có bạn bè gì cả. Chàng trai nắm tay công chúa. Nàng biết không, một con người dù tài giỏi đến đâu cũng không thể nhìn thấu mọi điều, không thể nào một mình đương đầu với mọi khó khăn. Thế nên họ mới cần bạn bè bên cạnh. Chàng trai quỳ xuống, đưa ra một chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Hãy cho phép ta là bạn đồng hành của nàng đến hết cuộc đời này. Công chúa nghe chàng nói đã vừa lòng lắm rồi, nhưng nàng vẫn giả vờ kiêu kỳ đáp: Thì cũng được. Chàng trai đeo chiếc nhẫn vào tay nàng. Một đám cưới vui vẻ nhất từ trước đến nay đã diễn ra. Quạ, cá và cáo đều được mời. Nhờ những lời chúc phúc của họ, nàng công chúa Kiêu Kỳ và chàng trai trẻ sống bên nhau hạnh phúc đến trọn đời. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!